Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với video của mình là thầy Phong Hai Nốt, mình dạy hát, giảng viên thanh nhạc. Và sau đây thì mình sẽ trả lời và một cái câu hỏi của bạn ở trên kênh YouTube của mình, hỏi là giọng ca của ca sĩ Mỹ Tâm là giọng ca kỹ thuật như thế nào, đạt tới trình độ như thế nào, có phải là một giọng ca không có nhiều kỹ thuật hay không? Thì hôm nay mình sẽ giải thích, và các bạn nghe thử ca khúc này của Mỹ Tâm live nha, live không che, ca khúc Stop Mỹ Tâm hát live. Thì đây là một buổi hát vui, hát chơi thôi, nên các bạn có thể có một cái góc nhìn xem coi là ca sĩ Mỹ Tâm có phải thật sự là một người có giọng ca kỹ thuật chưa tốt giống như là mọi người đã nói hay không, hoặc là câu hỏi của bạn hay không. Rồi, các bạn đã có một cái nhận định chưa, là ca sĩ Mỹ Tâm là một giọng hát có ít hay nhiều kỹ thuật. Còn riêng về góc độ quan điểm của mình thì mình sẽ có nhận xét sau đây, là ca sĩ Mỹ Tâm là một giọng ca có khá nhiều các kỹ thuật thanh nhạc, với lại cô cũng được đào tạo ở những ngôi trường rất là chuyên nghiệp, ngôi trường rất là chuyên nghiệp về kỹ thuật chuyên môn, và với một cái bề dày ca hát thì chắc chắn cô cũng sẽ học tập rất nhiều để mà ngày hôm nay có thể đứng vững được trên thị trường. Tuy là một ca sĩ gạo cội nhưng một cái lượng fan của mình, kể cả fan
có tuổi hoặc là lượng fan mà trẻ cũng khá là nhiều đó. Thì về mặt kỹ thuật thanh nhạc đi, nói về kỹ thuật thanh nhạc nhiều hay ít thì chắc chắn sẽ rất là nhiều thứ để chúng ta nói tới. Giống như cô có một cái hơi rất là khỏe, đây các bạn có thấy, mình sẽ cho các bạn nghe lại cái đoạn thể hiện cái giọng hát. Đó, để mà lên được một cái đoạn thì nó cần một cái lượng hơi rất là khỏe để hỗ trợ. Đầu tiên, giọng của Mỹ Tâm là một giọng dày, đúng không? Giọng dày, giọng nữ trung và một cái cột hơi rất là khỏe, và cô có thể boost được lên những cái nốt cao và liên tục treo ở những nốt cao như vậy. Thì việc kỹ thuật thanh nhạc đã rất là tốt rồi mới có thể điều khiển là một giọng nữ trung dày ấm mà có thể điều khiển ở những nốt cao như vậy. Đó là một cái sự nỗ lực rất nhiều, đó là kỹ thuật thanh nhạc đó các bạn. Và cái thứ hai là khi hát, các bạn thấy ca sĩ Mỹ Tâm có một cái khẩu hình rất là hoành tráng, thì cái điều này, cái việc này là trong cái việc luyện tập cũng sẽ hỗ trợ rất là nhiều về kỹ thuật thanh nhạc. Các bạn sẽ thở à? Rất là to. Rồi mình nhét luôn cả cái micro vô trong cái miệng. Nó là thể hiện là một cái giọng hát rất là khỏe, nội lực, khẩu hình tốt. Và vị trí âm thanh cũng rất là tốt, hơi thở rất là tốt. Một bài hát, có thể là tập luyện nó vẫn chưa nhiều đâu, nhưng mà việc mà cô có thể hát live được một cách rất là vui vẻ như thế, rất là feel như thế, thì cái kỹ thuật thanh nhạc nó cũng phải là như thế nào thì mới có thể feel được. Đó, thì nói ca sĩ Mỹ Tâm là một ca sĩ gạo cội, được đào tạo trường lớp rõ ràng, và có một giọng hát phải nói là rất khỏe, có thể treo liên tục ở những nốt cao như vậy. Thì nói về mặt kỹ thuật thanh nhạc rất tốt, mình cho là rất tốt. Đối với quan điểm cá nhân của mình là một người dạy thanh nhạc, những kỹ thuật cơ bản nhất, quan trọng nhất, nó đã có hội tụ đủ trong người của ca sĩ Mỹ Tâm. Nhưng mà ở góc độ mà nếu như mà chúng ta nói là ca sĩ Mỹ Tâm về kỹ thuật thanh nhạc vẫn chưa phải gọi là hoàn hảo thì đúng rồi, chắc chắn không ai nào hoàn hảo được cả. Nếu như có thể trong giây phút này chúng ta làm được một điều có thể gọi là hoàn hảo, nhưng mà chừng khoảng 1-2 tháng sau là nó đã có một cái gì đó mới mới ngoài thị trường, ngoài xã hội rồi, bắt buộc chúng ta phải học tập tiếp và phát triển. Thì đối với những ca sĩ như thế này, hoặc là nhiều ca sĩ khác, những bạn ca sĩ khác, thì việc mà để mà cho một cái giọng hát mà phải nói là hoàn hảo, thì đòi vì các bạn phải thực sự rất là ham học hỏi và phát triển giọng hát liên tục để bám theo cái nhu cầu của thị trường. Nói như giống như ngày xưa thì việc mà chúng ta tiếp cận những kỹ thuật thanh nhạc nó rất là khó, nhưng ngày hôm nay thì lại rất là dễ, bởi vì internet và mạng xã hội rất là nhiều, thì chúng ta có thể kết nối ra được với thị trường quốc tế, và chúng ta nghe những ca sĩ giống như là Vitas nè, Dimash nè, rồi Celine Dion nè, những diva nữ nam mà Mariah Carey, thì chúng ta sẽ dễ dàng tiếp cận với âm nhạc quốc tế. Và từ đó chúng ta sẽ Việt Nam cần thêm những ca sĩ với giọng ca khủng như thế nữa. Thì đó là lý do tại sao mà ngày hôm nay thì các ca sĩ, kể cả ca sĩ trẻ mà lẫn những ca sĩ gạo cội, thì cũng phải nên bổ sung thêm kỹ thuật thanh nhạc để làm gì? Đáp ứng cái nhu cầu thị trường. Để làm sao mà mình đã là một ca sĩ gạo cội rồi thì mình phải tốt hơn, mình phải cố gắng và nỗ lực hơn cái lớp trẻ nữa, để mình chứng minh được mình đủ tư cách để làm anh chị của các bạn ở nhận thức, ở tư duy và ở thái độ của cái nghề, thái độ của sự chuyên nghiệp, cái nghề, một hết lòng vì cái nghề, cái nghiệp của mình, vì khán giả, đúng không, và vì tất cả mọi người đang hỗ trợ của mình. Thì cái đó là một cái góc nhìn, một cái sự chia sẻ. Còn về mặt giọng hát của Mỹ Tâm thì thật sự là rất là khỏe về mặt hơi thở,
khẩu hình, vị trí âm thanh nó nhuần nhuyễn, nó nhuần nhuyễn và nó đủ để cô có thể feel và chơi chơi live với cả một cái band nhạc ngồi xung quanh, ngồi kế cái trống. Cái trống nó đập thình thình thình, giọng cô phải rất là khỏe để có thể áp lại, thu hút hơn cái trống. Đúng không các bạn? Để ý góc nhìn một chút xíu, các bạn sẽ thấy là Mỹ Tâm là một giọng hát rất là khủng, rất là tốt. Vì vậy cô cũng được hay thường hay cử đi tham gia những cuộc thi của ASEAN, của quốc tế về ca hát thì nhận giải chứ. Đó là một cái mà phải cho chúng ta đáng tự hào. Nhưng mà ở góc độ đối với mình là một giảng viên thanh nhạc thì ca sĩ Mỹ Tâm cần phải chuốt hơn nữa để xứng đáng tiếp tục phải đứng vững trên thị trường và xứng đáng là một cái tượng đài về âm nhạc. Chứ đừng nên như thế gọi là đủ rồi thì cũng không nên, bởi vì chưa bao giờ cuộc sống của chúng ta là đủ cả. Bao nhiêu tuổi cũng phải học, trình độ nào cũng phải học, bởi vì ngày xưa với giọng ca này thì nó hợp với cái thời đại của thị trường Việt Nam cách đây 10 năm về trước. Nhưng mà kể từ giờ về tương lai thì nó không hợp rồi. Tại ngày nay là 4.0 rồi, đúng không? Mạng xã hội, internet kết nối mọi người khủng khiếp. Thì ngày nay chúng ta không chỉ có cái góc nhìn ở thị trường Việt Nam mà chúng ta có góc nhìn ở thị trường quốc tế nữa. Nên tất cả mọi ca sĩ và kể cả và những người nghệ sĩ gạo cội như thế này là phải rèn luyện kỹ thuật thanh nhiệt cực kỳ tốt hơn nữa để đáp ứng được cái nhu cầu âm nhạc trong nước và kể cả ngoài nước trong tương lai. Ok, hiện tại và tương lai. Dạ, yeah, cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video. Chúc các bạn sẽ có một cái góc nhìn mới, một cái nhận thức mới và vui vẻ trong việc học thanh nhạc cùng với Thầy Phong Hay Nốt. Cảm ơn rất nhiều. Bye bye.